đang đang đứng đấy, ok, nhạc là piano đang đấy, nhạc mà, nhạc ok đi nhá, đủ, đã, tiền tiền, cái gì rồi, không lão, rồi tôi không lão lão, ờ, mà thao lão, ừ, cũng thao thôi mà. Đã giọng như là giọng nặng như nào vậy coi này đây đã đã lặng đang sớm đi thăm này anh em này qua bắt được mấy ký rồi qua bắt được người được ký. Sáng sớm hôm nay là tiếp tục nữa. À, ta biết rồi. Dạ, tức lạc mắc à. Dạ, mày xị mũ tắc rõ à. Cái mấy trăm, mấy chục nghìn lần. Nên xị thì là... Là cái này ta 100 mấy 200 lần. Dạ, tức lạc đó. Nhầm. Đây là cá. Đây là cá sục lạc. Đây là toàn cá. Là cá sục lạc không? Đây là cá nheo. Cá lục kỳ rồi. Nhiều. Đây cá lục kỳ này. Rút. Mà cái đá có ong thì giờ anh. Ờ không có ong. Ông già tập đọc từ từ từ. Đúng đúng đúng. Rào cá này thì cứ thế không có. Chỉ mặc quà đu lần. Cho cái cách tới. Bước lại được một cái. Cái chỗ tao nữa. Cái thông này vẫn. Lửa đang cháy nha anh em. Đấy thì là anh em. Ê, to nhưng mà thảo bình lại ẩm á. Hả? To. Vỡ. Kẹp thân nó hơi bên này. Kêu mua là kêu uống tôi mình. Bài cạ lớn của lên. Mà thông khách là mặt vẻ. Đang cửa cá nha mọi người. Cửa mấy mấy em cá mình nhâm nhi. Mà tôi rơi lâu. Ôi cá sông lạc. Bằng tôi rơi lâu mẹ chứ. Rồi. À, hai con trước rồi à, hai con tiến thì ăn sau. Đây, ra đây. Mới đây ra khỏi đứa luôn. Đây có quả rồi. Rồi. Ông nhục cục. Đây nè. Không bằng có quay với ông hả? Thịt cá đây. Mà nó tắc, nó tắc, nó tắc. Một quay bông ta tụi. Ông tắc. Ông quay bông ta quay. Nếu con lô cá bô lắm, tắc. Được. Không. Đây, chấm này. Đây. Đi vào. Cái đè bê hả? Mẹ người nhá. Hả? Dàn. Thảo, mình dám ăn cá mà ăn ớt không à? Ngon quá ngon. Bằng cái càn, nó ngon ngon. Bằng mạch mặn. Anh em. Giờ đó có rồi. Mình em đây. Mình thì không dám uống anh em ạ, uống bia đau bụng dạ dày, uống nước ngọt. Anh em có bài thuốc nó chữa dạ dày thuốc qua chữa dạ dày kế qua Zalo. Ừ. Được kèm theo số điện thoại. Ớt này thấy ngon rồi nha. Đây rau ngon này, rau ngon này. Đá này. Đá thì chắc.
ăn như thế này mới ngon ấy. Ăn thế này mới cá nó ngọt ấy, anh em ạ, nguyên chất á, lấy từ suối luôn là nướng nó ăn nó cá nó mới ngọt thơm nữa. Ngon thật ạ, cá ngon thật ạ, cá ngon, ngon lắm ạ. Rồi cá thịt nhiều. Tắc đốt chưa? Tam du tan lắm bằng thân mại. Bằng nhá. Rồi tụm đàn đi. Đây, chúng ta dự hận. Hả? Ờ, cũng uống cũng hết rượu rồi. Ăn cũng no rồi. Giờ nằm nghỉ một chút rồi. Thêm mấy giờ rồi? 12 giờ kém rồi. 12 giờ kém vậy không? 12 giờ kém. Nghỉ chút ra tên đi thăm nữa. Cần một ký. Đây cá đây. Cá chép không à? Đây đây nó con cá. Đây mình làm nó cá xuống nhiều rồi đấy. Cá xuống nhiều rồi. Cá nhiều quá. Nhiều mà em vô lấy mà. Anh cắt được kép rồi. Đâu có mặt đâu mà. Thế coi em rồi.